Ngài tiên hóa, Ngài còn tại thế. Vị biết rằng có một người tu ở trong ngôi chùa, mà ông đang ngồi thiền thì tự nhiên ông la lên quá trời luôn, la quá trời la luôn. Ngài tiên hóa, Ngài bước vô mà Ngài tiên hóa, Ngài tu, Ngài có thần thông, Ngài đạt được thần thông. Ngài bước lại, Ngài nói: "Này, dừng lại, nói lại những cái đời trước, là cái ông đó là ai? Là con trâu ở trong chùa, ông cài đắt trong chùa, ông ăn cỏ trong chùa, mà ông làm việc trong chùa, con trâu đó đó. Vậy mà đời sau của ông tái sinh, từ loài súc sanh mà tái sinh lại làm vị tăng trong chùa." Nghe chưa? Khi ông ngồi thiền á, thì cái túc duyên của ông nó khoát khởi lên là hình tướng con trâu. Tự nhiên sợ quá, bắn loạn tâm trí, vô thiền định không được, nó bắn loạn một phát, la lên. Ngài tiên hóa, Ngài điểm hóa, chỉ bình tĩnh lại. Nghe thấy không? Nó là ăn cỏ trong chùa thôi đó, cài đắt chút đỉnh thôi mà đời sau làm tăng trong chùa. Quý vị mà đi đến chùa mà ăn cơm chùa, mà lại đi niệm Phật ở trong chùa, đời sau quý vị bèo bèo thì cũng là chủ trì chùa. Nhớ cho nên tôi nói rằng đi vô chùa mình, ghiêng chùa mình, tôi nói ghiêng chùa mình, ăn nhiều phước nhiều, ăn ít phước ít, mà không ăn là không có phước. Tại vì mấy cô nó nhiệt tình, nó nấu, trời ơi, nó do gạo mà chưa thấy đâu, mấy đứa nhỏ nó do gạo nó bóp, mà nó vừa bóp nó làm nè, ai vậy đâu, ai vậy đâu, ai ai vậy đâu, nó còn bà Liên Nguyệt có chụm lửa mà, nó mà niệm Phật quá trời luôn. Còn mấy cô mà nấu ăn nó xào, ai vậy đâu, ai vậy đâu, ai vậy đâu. Con bé kia nó lùng quá lùng mà nó dối á, nó kêu hai đứa kia vịn hai cái chân giùm cho nó, vịn hai cái chân giùm nó mà nó dối vô gì nè, mà nó dối lên gì mà cái mông nó dảnh ra phía sau, tại vì nó dối vô thì cái mông nó dảnh lên, thì hai cái tay làm nè, ai vậy đâu Phật, ai vậy đâu Phật, ai vậy đâu Phật, nó xào đồ ăn kinh không nó, mà cái tâm ta nấu ăn vậy rồi mấy cô mới dọn ra bàn, ra cơm hộp, múc đồ ăn ra để sẵn mà mình không có ăn. Quý vị nghĩ quý vị vô tình cỡ nào chứ? Mà vô tình là gì? Vô tình là gì? Cai biết hai chữ vô tình không? Vô tình là vô duyên á. Mà vô duyên sao có tiền? Nên quý vị phải nhớ nè, duyên tiền, ta nói duyên tiền rồi mới định. Nghe chưa? Duyên tiền định, thấy không? Rõ ràng chưa? Đầu tiên là duyên, rồi nó mới có tiền. Mà có tiền mình độ sanh, rồi mình mới định. Định là ở chỗ được, vì có tiền nó mới ở chỗ, chứ không có tiền nó quằn đó thì kiếm tiền sao ở chỗ được. Nên mới nói là duyên, đầu tiên là phải có duyên, rồi có tiền, rồi mới định. Rõ ràng con giảng nó ra ngộ ghê trời, thì thấy không? Nên trước nhất là phải có duyên. Mà đi đến chùa mình mà ăn không chịu ăn là vô duyên, mà vô duyên là không có duyên, mà không có duyên sao có tiền. Những đức hỏi quý vị nè, những đức mà không có duyên ai cúng dường? Tại sao mà những đức đi đâu người ta cũng cúng dường, người ta gặp mặt những đức là người ta cúng dường à? Người ta đều nói đúng cái câu này nè: con thấy thương thì quá. Ngộ ghê, ta nói câu thấy thương quá. Trời ơi, sáng gặp cái bà đó, bà đem tiền là bà cúng. Mà bà cũng lớn tuổi, mà bà gặp mình mới làm nè: thương quá, thương quá. Trời mình mất cỡ quá, ăn chết luôn. Cho ta cái bà gọi kế bên, bà trợn mắt làm nè: làm gì kinh cục. Bà nghe pháp lâu quá, bà quý mình quá, bà gặp mình mới làm nè: thương quá. Bà làm gì mà bà lớn tuổi, thấy không? Vì người ta thương thì là có duyên người ta mới thương. Mà khi người ta thương rồi thì người ta mới cúng dường tiền. Thấy chưa? Duyên tiền, rồi mình có tiền rồi mình mới ở chỗ mình độ sanh thì mới định.
Đó. Thấy chưa? À, nên cái người vô chùa mình nghe nhớ nè, ăn cơm là phải ăn cho hết. Cái hộp cơm ăn cho hết. Ăn không hết đem về nhà ăn. Nói cho vị nghe, nghe cơm trong chùa nấu nghe. Cái công đi kiếm củi nè, rồi nước nôi nè, do gạo nè, nấu cơm ra được hạt cơm, múc ra ngoài hộp mà ăn phân nửa, bỏ phân nửa, ăn 7 phần bỏ 3 phần. Quý vị biết cái tội này không tưởng tượng được. Phải ăn cho hết, ăn không hết gói để đó chút ăn nữa. Chứ không được bỏ, bỏ là có lỗi cực kỳ lớn. Cái lỗi này lớn lắm. Tại vì của Tam Bảo là của thập phương bá tính cúng dường, mà mình ăn mình đi bỏ phế là tội này rất nặng. Quý vị nhớ nè, mỗi một con người chúng ta đến với cuộc đời này nghe quý vị. Quý vị ăn mà bỏ bê của cải nghe. Mỗi người chúng ta, thí dụ như liên hoa, thì nó có cái tên ghi ở dưới âm phủ có cái hầm. Ừ. Như những đức tên Hiền thì nó lấy tên tục. Tại vì mình đọa lạc lấy tên tục. Cái tên pháp danh là tên pháp Phật. Từ nơi đó mà khi mình đọa là mình lấy tên tục. Là ở dưới âm phủ nó cũng có cái tên Hồ Văn Hiền, cái hầm. Cái hầm tên Hồ Văn Hiền. Ăn uống bỏ bê, đổ tháo bứt bỏ quỷ của, thì của nó rớt xuống cái hầm đó, nó chứa dưới. Khi mình đọa xuống đó là mình phải lỡ cái hầm đó mình ăn. Mà đồ ăn của bao nhiêu năm trời hôi thối, mình phải ăn xong mình múc nước trong cái hầm để uống cho hết. Kinh chưa? Đừng có nói chuyện đùa nghe chưa. Nên mỗi một người ăn uống không được vứt bỏ, đổ tháo. Phải nhớ đó. Nên mình trọng của thì mình có phước, quỷ của thì hết phước. Nên con người tu hành, cái đặc sắc nhất quý vị mà phước tăng là gương mặt. Cái gương mặt quý vị nhìn là biết vị tu được rồi, hiểu không? Gặp người một cái mà A Di Đà Phật là thấy quý vị có phước. Nhưng mà quý vị tu mà cứ lúc nào gương mặt quý vị cũng nó chảy, chảy mặt nè. Tàu ô tàu, nó chảy mà gặp mỏ nhọn gì đó mà chu mỏ. Chịu thua là hết phước rồi. Chu mỏ nhọn quét. Trời ơi. Mà gặp nó khóc nữa. Mà như những đứa cái mặt cái đứa mà cái mỏ nhọn mà khóc xấu lắm nha. Thì thấy không? Hết phước rồi. Nó cái mặt mà buồn là hết phước rồi. Nên cái người tu là mặt phải tươi vui. Vì thế giới cực lạc là một thế giới cùng cực an lạc. Mà mình muốn về cực lạc mà mình ở đây mình niệm Phật mà mình lại buồn. Buồn không có phù hợp cực lạc. Người niệm Phật mà vui thì mới phù hợp cực lạc. Nhân quả tương đồng. Không? Đó. Nên mỗi một người mình ở đây mình tu, mình sống cuộc đời này, như Đức từng nói rằng, chúng ta từ hôm nay không bao giờ khổ nữa. Khổ chi à? Cuộc đời này chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, khổ chi à? Mà đã là niệm Phật rồi muốn sanh cực lạc rồi, khổ chi à? Có khổ khổ một chút thôi quên đi, khổ lâu chi chứ à? Chuyện gì mình làm được thì mình làm được thì thôi, chứ buồn khổ chi chi à? Chuyện gì mình nói người ta nghe thì nghe thì mình nói, không nghe thì thôi, chứ mình buồn mình lo chi chi à? Đúng không? Đúng là ngộ ghê. Cái gì cũng lo chứ nha. Người ta không lo cho người ta mà mình đi lo cho người ta chi à? Chưa. Không, nên mỗi người tự nghe pháp và tự lo đi. Chứ mình nặng nề lo chi chi à? Hiểu không? Nên tối ngày cứ bận tâm lo à, không giết mà nó già mà khô khan cằn cỗi hết chứ. Nên mình mới phải dưỡng cái nhan sắc của mình, phải dưỡng cái nhan sắc của mình.
Bằng cách nào? Cười, cười là cách dưỡng nhan sắc tốt nhất. Nên tại sao mà các cô đi đến chùa mình càng ngày càng đẹp? Vì người ta biết dưỡng nhan sắc. Tâm người ta an lạc thì ta trẻ chứ sao. Cái bà kia bị ung thư rồi, bà vô đây nè, bà xanh xao vàng giọt. Ở chùa mình có một tuần lễ thôi, bà gặp như đứa có nói hình như con hết ung thư rồi thầy ạ. Ngộ ghê không? Thì như đứa hỏi bà biết gì sao bà hết ung thư không? Vì bà vui, mỗi ngày bà vui quá nên bà quên ung thư. Còn bà ở nhà là bà nhớ ung thư. Nên những đứa khuyên tất cả những người ung thư, bệnh gì đó, sida, nhớ Phật đi, đừng có nhớ bệnh đó nữa. Tất cả những người buồn khổ trong cuộc đời, lo âu đủ chuyện, nhớ Phật đi thì mọi việc sẽ xong. Còn nhớ buồn không xong đâu. Nhớ nghe, nhớ buồn không có xong đâu nghe. Ồ, những bài giảng này nghe, người nghe nó thấm cỡ nào, người ở xa cũng hơi thấm. Người tại chỗ này nó thấm cỡ nào quý vị thấy chưa? Thì thấy không, ai cũng cười. Giảng sao không biết mà ai cũng cười. Mà nó cười trong cái pháp vị rõ ràng quý vị. Những đức nhìn xuống mà thấy vị màu nãy mới lên, quý vị chưa đẹp bằng bây giờ. Chứ đúng ra người ta nghe mà không vô là hồi nãy giờ là ta sụ rồi đó. Mới lên là hoa. Hoa mà nó hoa này là hoa gì phải không? Hoa đang khoe sắc. Hoa khoe sắc thì để ý đi. Cái hoa khoe sắc gió thổi hiu hiu, hoa nhúc nhích là hoa đang khoe sắc. Mà hoa khoe sắc thì ông bướm dễ đến gần, bay lượn xung quanh hoa khoe sắc. Mà hồi nãy giờ những loài hoa đây ngồi đây, từ hồi nãy tới giờ nếu mà nó không được tiếp nhận năng lượng tưới tẩm mát mẻ thì hoa này nó mới lên thì gì, nhưng một chút thì gũ gũ rồi đó. Nó ngồi mà nó nghe không vô là nó gũ liền là nó... chứ sao mà người ta ngồi nghe nãy giờ một tiếng đồng hồ mà giờ tươi rối, hoa này càng tung tăng. Càng tung tăng đó. Xong mình lại mình hỏi, hoa ơi hoa, vì sao hoa đẹp thế? Hồi nãy tôi mới lên thấy hoa chưa đẹp, nhưng bây giờ sao càng giảng hoa càng đẹp. Thì hoa nói rằng vì được thầy tưới tẩm những cái pháp vị. Thấy chưa? Tưới tẩm pháp vị, quý vị coi phải quay phim, quay nhìn rõ ràng, hồi nãy không đẹp bằng bây giờ. Thấy rõ ràng chưa? Bây giờ quá đẹp luôn. Thầy nào cũng đẹp. Sư cô nào cũng đẹp, Phật tử nào cũng đẹp. Thầy những ăn bữa nay đẹp nhất. Thầy những ăn bữa nay đắp y hai màu luôn. Thầy ngôn bữa nay rớt đài với nhận ăn rồi á. Tần sau chắc ông nhận ngôn đắp y ba màu quá. Chùa chúng ta quý thầy cũng điệu dữ lắm. Nhưng phải nhớ tu hành là phải điệu. Bị nhớ này, cái người kia người ta vui là ta điệu lắm. Dù người ta già người ta cũng điệu, tại vì người ta vui. Còn nếu như người ta buồn là người ta không có một chút gì điệu đàn hết. Vì buồn mà điệu, vì nói mà điệu. Vì thấy cực lạc tới nơi chưa? Nó không giảng sao không biết mà thấy là cực lạc tới rồi đó. Cực lạc là gì đó? Thấy quên hết nỗi buồn thấy chưa? Cực lạc đó. Bây giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện để người sống hay người chết gì của quyền thất tổ, ông bà cha mẹ chúng ta hay cô cô trong tháng 7 cũng nghe để phát nguyện cầu sanh cực lạc nghe.
Mỗi ngày chúng ta niệm Phật là hạnh phúc nhất. Vì chữ Phật là chữ giác ngộ, nên đem cái chữ giác ngộ này để mình áp dụng trong cái cuộc sống của mình. Thí dụ như mình buồn phiền gì, mình niệm Phật, mình cởi mở ra. Vì nếu như mình để cái buồn phiền đó trong tâm thì khổ mình quá. Cái khổ đau của con người là do ngay cái chỗ cứ nói tiếp sự buồn phiền. Giống như mình trúng tên liên tục, từng mũi tên cứ tiếp tục mà trúng. Nên mỗi một người mình, khi mình nghe được Phật Pháp, nó nhắc nhở mình có vài câu đơn giản thôi, mà có khi cả đời chúng ta áp dụng không xong, chứ đừng nói chi là nhiều nữa. Tại vì có vài câu đơn giản đó mà mình cũng làm chưa được. Bây giờ cái chuyện mà mỗi ngày nhắc mình suốt luôn, đừng buồn giận người để trong tâm, đó là giác ngộ đó. Nhiều đó thôi đó. Mà có khi mình cũng thích giận, thích hờn, thích buồn, thích trách à. Chính bản thân những đứa hướng dẫn quý vị luôn, mà lâu lâu những đứa cũng trách hơn, thì mình biết rằng là có vài câu thôi mà bản thân mình cũng khó làm, không chi nói cái chuyện mà xa vời, cao siêu gì. Bây giờ mình áp dụng câu Phật hiệu trong cuộc đời là hạnh phúc nhất. Vì sao? Vì chữ Phật giác ngộ giúp cho mình giác ngộ trong cái cuộc đời này những thứ buồn giận hận trách, những sự hơn thua đấu đá trong cuộc đời này, nhìn nhận được thì mình giác ngộ cái tâm. Khi mình giác ngộ cái tâm mình rồi thì tự nhiên con người mình nó an lạc, nó vui sướng. Quý vị mới nhớ rằng chúng ta tu một cái pháp tu, hay chúng ta đến với một con người, nó đều cho chúng ta sự lãnh nhận, cảm nhận. Cái cảm nhận, ví dụ như mình đến với một con người, mình thấy người này, mình theo họ, mình thấy có ý nghĩa, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Mình nhìn thấy nhiều người, người ta theo lỡ sai một người, cái cả đời người ta sống không có ý nghĩa gì, sống vô nghĩa, không làm được những việc gì đặc biệt trong cuộc đời. Tự nhiên mình cảm nhận được điều đó rồi là tự nhiên con người mình nó toàn tâm toàn ý, hết lòng hết dạ. Vì phải nhớ rằng con người đến với một con người là mình cảm nhận được, mình hiểu được. Khi mình cảm nhận được, mình hiểu được rồi, mình sống ít bao giờ phiền não lắm. Còn dù như mình sống với một người mà mình không hiểu người đó thì sao sao? Tự nhiên bản thân mình sống với người đó thấy bất an, tại vì mình không hiểu họ, họ làm họ không rõ ràng vậy chứ, không nói gì rõ ràng ấy. Giờ họ bắt mình nghe đi, nghe đi. Thật sự không cảm nhận, tại vì mình chưa hiểu sao nghe. Con người chúng ta đa phần là phải cảm nhận được, phải hiểu. Khi đến với con người phải hiểu nhau, nó quý nhau rồi tự nhiên nó thích nghe nhau, rồi cỡ nào nó cũng lao theo, bỏ mạng nó cũng lao theo. Tại vì nó quý, nó mến rồi, nó thương, nó thích rồi, là tự nhiên mình nói người ta mà nghe. Ví dụ như giờ mình thương ai, mình quý ai, dù cái người đó có hơi nách mình cũng thích. Người đó nói chuyện ra cái miệng hôi rình cũng thích. Tự nhiên bản thân mình khi thương rồi, tự nhiên mình thấy rằng là những cái hôi thối của người đó là tự nhiên đối với mình là thơm. Thì mình thương là vậy đó. Còn mình đang không thương, không thích rồi, dù người đó có thơm tho cỡ nào đi chăng nữa, mình cũng thấy ghê gớm, không có cảm giác gì. Nên đối với con người đến với nhau nó phải thật sự là cảm nhận và hiểu được. Và cái cảm nhận hiểu được là do mình quan tâm, thương yêu, lo lắng người ta. Nó cảm hóa quý vị ơi. Quan tâm, thương yêu, lo lắng chứ nó cảm hóa cái gì chứ. Nó cảm hóa là gì? Cảm hóa là mình nói người ta, mình dạy người ta nghe. Còn ngoài ra người ta không có một chút tình cảm với mình như sao vậy? Bây giờ từ xưa tới nay đi, thờ Đức Phật còn tại thế, ta thương Phật quá, thích Phật quá, nên Đức Phật dạy người ta là ta nghe. Nơi nào Đức Phật đến là ta đến. Dù có đi qua những cái vùng sa mạc quan du, người ta cũng tìm Phật, cỡ nào cũng tìm. Tại vì ta thương Phật,
Hãy công nhận là thương Phật mới theo Phật, chứ mình không thương Phật sao mình theo Phật. Có những người nói rằng mình tu mục tiêu giải thoát chứ thương cái gì. Bậy. Giải thoát là hướng đến cái tình thương yêu, nó mới theo người đó, nó học tập được. Không thương yêu sao nó học tập? Không thương là nó không có bao giờ nó nghe lời mình. Nó nghe tiếng của mình thôi là nó không thích thì sao mà nó nghe. Hiểu không? Nên á, giữa con người đến với con người nhau quý vị, là tình thương mến thương nó rất là quan trọng. Mỗi người chúng ta ai cũng cần được sự quan tâm lo lắng hết. Những đức nói rằng là mình lo lắng cho người ta là tao lo lắng cho mình nè. Mình lo lắng cho người ta lời nói mình nó rất trọng lượng. Mình nhiệt tình thương yêu người ta thấy mình buồn người khác người ta cũng buồn theo. Khi mình buồn người ta buồn thì trong lòng người ta nói người ta không muốn làm cho mình buồn. Vì người ta làm cho mình buồn người ta sẽ buồn. Nên từ đó mà người ta không muốn người ta buồn, và người ta cảm nhận buồn là sự khổ đau. Nên người ta không bao giờ muốn người ta phải buồn. Và người ta thương mình thì người ta càng không muốn mình buồn. Đúng không? Rõ ràng. Còn nếu như nó mà không thích mình, nó ghét mình, mình buồn chết, nó còn mừng. Tại vì nó ghét mình chết phước cho rồi đi, sống làm chi? Đúng không? Đó. Nên cái việc mà độ sanh là do người ta thương mình mà độ được. Nên là Phật tử người ta quý mình mới nói người ta nghe chứ. Chứ ngồi 1 tiếng rưỡi ngộ đau chân dữ lắm chứ. Bây giờ đại chúng ngồi 50 phút 1 tiếng ngồi, quý vị thấy có khi đau chân lắm. Nghe mà nó không vô là nó đau chân dữ lắm. Vậy mà từng nào người ta cũng đi đến đây, mà người ta còn canh nhau, người ta đi lên trên người ta ngồi. Mà cái mặt những đứa cũng có đẹp gì đâu, thì nhìn thấy có đẹp gì đâu, xấu xí. Mà người ta muốn nhìn thì biết ta nhìn cái gì. Nào, thì ngồi gì thôi, nhìn được gì đâu, nhìn cái mặt thôi, mặt nó xấu nữa. Vậy mà từng nào người ta cũng đến để nhìn. Có những người nó đi ngang người ta mà người ta vuốt mồ hôi. Thấy chưa? Đó. Là cái chỗ gì? Cái chỗ người ta quý thương. Mình nói sao mà người ta cởi mở tâm tư, người ta hết buồn, người ta quý thương mình. Đó. Từ nơi người ta cởi mở tâm tư, người ta hết buồn nên người ta quý. Người ta quý rồi mình dạy người ta nghe. Nghĩa là người ta tu mà người ta được lợi ích là người ta quý kính dữ lắm. Còn người ta tu mà người ta không được lợi ích, sao người ta quý kính? Thí dụ như giờ các cô đi quay phim lên đi, ta nhìn các cô tu mà gương mặt tươi vui, mặt cười cười, thì tự nhiên người ta nhìn đại chúng tự nhiên cũng nhiếp thọ nữa. Chứ bây giờ mà khuyên mà quay lên, thật sự mà nói, nếu mà quay lên mà gặp chúng mà bà nào bà nấy mà ngồi mà ngã nghiêng ngã ngửa mà, chắc chắn quý vị không bao giờ quay chúng đó quý vị à. Không ai mà đi quay vậy chi, làm gì. Quay vậy thì không khác nào đạp đổ mình. Mình giảng mà người ta ngồi dưới mà người ta miếu mó, rồi mặt mày thì bèo nheo. Vậy thì quay họ làm gì, đúng không? Nhưng mà khi mà quay phim, quay xuống gặp ai cũng mặt tươi rói, vui vẻ, hoan hỷ. Tới giờ giảng pháp là người ta đi vô đầy kính chứ khỏi cần bắt ép. Người ta nghe không vô đi. Tới giờ giảng pháp ta đi vòng vòng, ta không chịu lên trên. Quý vị mà mỗi lần mà quý vị lên nói chuyện bị la người ta đi, đố mà người ta dám lên ngồi ở trên. Ngồi trên dính đạn sao? Có liền miền chúng mình sao? Nên từ nơi đó mà người ta ngồi trên, người ta càng vui thì người ta phái lên trên người ta ngồi. Chứ gặp mà người ta ngồi trên mà chửi người ta, nghe nhìn người ta chửi người ta không, thì ai lên trên ngồi? Không ai dạy gì, tôi cũng không lên trên. Tôi đi vòng vòng cho mấy người nào bị bắt ép lên trên đại đi, rồi tôi ra phía sau lưng tôi ngồi. Để nó chửi, nó không nhìn thấy mặt mình. Nó chửi mình sao? Thấy không? Nên quý vị biết, người ta đòi ngồi phía trước là do gì sao? Vì người ta vui, người ta hoan hỷ. Người ta cười quay phim lên, người ta thích. Chứ gặp mà mình lên mình chửi không một đố người ta lên trên ta ngồi. Tới giờ giảng pháp ta đi vòng 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 ta không lên trên đó. Đừng nói chuyện giỡn chơi. Nên Phật pháp dạy người ta là gì biết không? Là vui á, hoan hỷ. Quý vị coi, mình coi một cái tập phim đi,
Mà cái thằng nào mà hài hước là mình mong có cái gian đó lắm. Mình nói, ủa sao bữa nay không thấy cái gian này ta? Thấy chưa? Nay sao không thấy mặt này ta mà nó không có đẹp? Nhưng mà mình gặp nó là mình mắc cười, là mình phải gặp nó. Nhân Đức đâu có đẹp đẽ đâu mà người ta phái gặp Nhân Đức là vì Nhân Đức vui, chỉ vậy thôi à. Nên cái tu hành, cái độ sanh là ngay cái chỗ con người mình hoan hỷ vui vẻ. Còn con người mình nặng nề không có độ sanh được đâu. Cây cối mà nó gặp mình nó còn héo chứ đừng nói độ sanh. Nhân Đức nói cho vị nghe 100% luôn, tình dữ vô tình đồng viên chủng chí. Quý vị mà đi đâu, quý vị chặt cây tới đó đi, quý vị đi đến đâu là cây sợ quý vị. 100% cây nó sợ liền vì cái từ trường nó làm cây sợ. Quý vị đi đến đó là quý vị sẽ chặt nó, nó rất sợ. Quý vị coi trong kinh Phật nó tình dữ vô tình đồng viên chủng chí, thì cây cũng là loại vô tình nhưng mà nó cùng có cái sự cảm nhận, cảm thọ, điều thương ghét nó cảm nhận nó biết hết. Nên một con người mà thường đốt rừng chặt cây đi, những đức nói quý vị, người đó càng đi đến đâu là cây sẽ cực kỳ sợ luôn. Cực kỳ sợ luôn. Tại vì sao? Nó cảm nhận được ông này đến đây sẽ chặt nó. Nó muốn sinh tồn mà. Đó, cho quý vị biết. Nên cái cảm nhận đó, con người đó sẽ tự nhiên nóng bức. Vì sao? Vì quý vị chặt nó, bị đốt nó, nó rất muốn sống mà bị chặt nó, bị giết nó, thì quý vị sẽ sanh tâm nóng nực, khó chịu. 100% luôn, quý vị thử thí nghiệm đi. Quý vị trồng một cái cây mà sáng nào quý vị cũng ra nghe. Cây ơi cây, con ngoan nghe cây, con xanh tươi nghe cây, con chỗ bông nghe tanh tưới nước cho con nè con. Quý vị thử coi phải là lương tâm bị mát không? Lương tâm bị mát liền tức khắc. Còn nếu quý vị mà ra cái cây, quý vị nói dùng mày là cái thứ vô duyên, dùng cái thứ xấu xí, tao gặp mày là tao bức mày nè, bức mày nè. Hiểu không? Bị tức tối liền chứ sao? Tụi mình gặp nó tự nhiên nó làm gì mình đâu mà làm mày nè, mày nè. Phải không? Sanh phiền não không? Đó, mình chửi nó là mình sanh phiền não. Mình thương nó, mình khen nó là mình an lạc liền. Thì cái cảm thọ đó quý vị sẽ biết liền gì đâu. Đơn giản thôi, quý vị thấy nước nó không có một cái sự chi giác gì. Nó có chi giác cho quý vị biết. Vì thử cầm dao mà quý vị chặt nước thử coi. Có khi chặt vô thịt quý vị. Có một lần dưới quê có ông đó, ông tức quá. Cầm dao xuống nước chém. Chém tức, chém vô chân ông. Chảy máu quá trời luôn. Đó. Quý vị thấy không? Tại vì sao cái tâm nóng nảy khó chịu đó nó chém vào trong cơ thể mình. Mà nó làm cho tổn thương những tế bào trong cơ thể. Nó làm cho lục phủ ngũ tạng mình bị tổn thương. Nên sự tức giận, sân si là một cái sự tổn hại cho bản thân mình lớn nhất. Mà tổn hại quả địa cầu này luôn. Bản thân mình là một tế bào nhỏ trong quả địa cầu. Mà tế bào này đã bị tổn thương thì quả địa cầu bị tổn thất. Hãy nhớ nha. Nên mỗi một người mà mỗi ngày sanh thiện pháp là quý vị đang cứu qua địa cầu này đó. Mà thiện pháp thù thắng nhất là gì? Sự an lạc của nội tâm. Mà sự an lạc của nội tâm chúng ta chỉ nói ngay chỗ cái người niệm Phật cầu sanh cực lạc, người tu đạo, nó mới có sự an lạc của nội tâm. Còn cái sự vui của cõi đời nó chưa phải gọi là sự an lạc của nội tâm. Niềm vui của cõi đời có khi đi đến sự đọa lạc trầm luân. Nhưng niềm vui nội tâm của người tu học có thể đi đến chỗ giải thoát làm Phật. Nên cái tần số mà của người niệm Phật để cầu sanh cực lạc, tần số rộng lắm. Tần số nó rất mở rộng ra. Nó cảm hóa được với quả địa cầu. Nó làm cho tặng hư không khắp pháp giới được tươi mát. Nó làm cho hoàn cảnh quý vị đang ở tự nhiên nó xanh tươi tốt đẹp. Có người niệm Phật, có người thiện tâm đi đến một cái vùng đất khô cằn sỏi đá. Xin thưa quý vị, vùng đất đó trở thành tốt đẹp. Những đức nói với quý vị nghe, nếu con người không có cái thiện tâm, sự an lạc của Phật Pháp, dù quý vị có tạo ra một hoàn cảnh cực kỳ đẹp, nơi đó vẫn là khô cằn sỏi đá. Tin không? 100% luôn. Bây giờ quý vị có tạo dựng ra một hoàn cảnh cực kỳ đẹp, cực kỳ trang nghiêm, nó chỉ là hoàn cảnh.
mà hoàn cảnh nó không có phát thiện pháp bằng nhân tâm. Quý vị phải làm sao mà phát nhân tâm, nó mới phát được hoàn cảnh tươi mát. Nên người ta có thể tạo ra một hoàn cảnh cực kỳ đẹp, nhưng mà mình đi đến nơi đó mình cảm thấy ớn lạnh. Vì sao? Vì nó không có nhân tâm. Chỉ có hoàn cảnh mà không có nhân tâm, chỗ này cực kỳ quan trọng luôn. Có hoàn cảnh mà không có nhân tâm. Nhưng Đức hỏi quý vị, một cái ngôi chùa cực kỳ đẹp mà nó không có người tu trong đó, không có người phát thiện pháp trong đó, dù ngôi chùa đó hoàn cảnh cực kỳ đẹp, gọn ghẽ sạch sẽ hoàn toàn luôn, mướn người ta dọn dẹp sạch sẽ hết luôn, hoàn cảnh cực kỳ đẹp, quý vị đi ngang là mắc mê. Nhưng quý vị ở rồi quý vị sẽ biết, vì nó không có nhân tâm con người ở nơi đó là quý vị sống sẽ khô cằn sỏi đá. Còn một cái căn nhà lá cũ rách nhưng mà trong đó lại có 5-10 người, trong đó có nhân tâm tình thương mến thương, quý vị bước vào căn nhà đó quý vị sẽ còn có một cái cảm giác nó còn đầm ấm hơn là một cái hoàn cảnh đẹp mà không có sự hài hòa thương yêu 100% quý vị luôn á. Quý vị coi nè, bây giờ ở đây chúng ta sống gian còi cơ mà tại sao chúng ta vui chứ? Tại vì chúng ta phát nhân tâm. Như những đức mà chuẩn bị qua giảng, những đức thấy ông Hí, ông đứng ở dưới cái hàng cây, ông làm nè. Chính những đức rõ ràng đứng ở trong cửa, những đức nhìn ra, những đức coi ông này ông làm gì trời. Ông đứng ông làm nè. Ông nhìn hai bên, xong ông nhón lên, xong ông khòm xuống. Ông làm hoài vậy đó, không biết ông làm cái gì luôn. Trời ơi, Nhật Đức vừa mở cửa ra thôi, ông thấy Nhật Đức một cái là ông tóc từ bên kia, ông chạy vô. Ông đụng vô cái cây bông giấy, ông té cái hư. Đứng lên phủi, lia lịa, Nhật Đức chạy qua đây nữa. Mới thì nè, chạy té một cái hứ, xong đứng lên phủi chạy nữa. Đi coi, mày thấy tội nghiệp không? Rất đơn giản, rất bình dị, như người ta nói là không có một cái oai nghi gì hết, nhưng mà lại có nhân tâm chân thật của một con người. Cái oai nghi ấy, nó chỉ là cái hình thức, còn phát nhân tâm là khác hoàn toàn. Cái nhân tâm chân thật giữa con người đến với con người nó khác. Còn cái hình thức kia thì quý vị học ngày hay ngày là làm được rồi. Cái diễn cảnh thì dễ thôi, nhưng mà cái phát nhân tâm nó cực kỳ khó. Nhớ, rèn luyện con người mà để phát nhân tâm là việc này cực kỳ khó. Nghĩa là rèn luyện con người mà sống trong một hoàn cảnh đó mà họ vui vẻ, họ an lạc, họ thương yêu nhau, họ có sự đụng chạm gì, họ tha thứ cho nhau, họ không có sự hơn thua đấu đá tranh giành, việc này cực kỳ khó dạy cái dạng người đó. Quý vị tin rằng có khi người ta chỉ có 5-7 người ở trong một chỗ thôi, mà mỗi một con người đều có một nội tâm khác nhau. Gặp nhau, chào anh, bước lên kia, chào chị, bước lên kia nói gì, bước lên kia nói người khác, thấy không? Rồi tìm mọi cách để hạ bệ nhau. Chỉ có 7-8 người thôi mà toàn là muốn hạ bệ nhau không. Bây giờ đơn giản của người học Phật thông minh một chút suy nghĩ đi. Bây giờ mình có 8-9 người, mình hạ bệ 8 người chết đi, không lẽ còn một mình sống cô đơn thì có vui vẻ gì? Trời ơi, một cái bánh to mình cắt ra mỗi người miếng miếng, mình là người chủ sĩ. Hồi xưa uống rượu quen ưa nói câu chủ sĩ. Mình là người chủ sĩ, thí dụ như đây là một ly rượu, chúng ta có quyền rót rượu cho nhiều người thì chúng ta cũng có quyền rót rượu cho ta. Thì mình là người làm chủ, cầm cái bánh, cầm chai rượu, mình rót cho mọi người tùy theo cái tâm của mình quyết định. Mình chia nhau mỗi người miếng để dùng thì nó tình thương mến thương nó vui cỡ nào. Còn nếu như bây giờ mình ôm một mình một chai rượu này mình uống, mình nằm vẹp hay sao? Mình ôm nguyên cái bánh này mình ăn nổi không? Nên con người sống trong cuộc đời này hơn nhau chỉ có cái gì vậy? Hơn nhau chỉ có cái là bị nhận thức được cái tình thương mến thương đó hay không?
Nên những đức nói rằng là áp dụng câu Phật hiệu trong cuộc đời là hạnh phúc nhất. Cái câu Phật hiệu này nó sanh cho mình ra những cái tâm tốt, uy tín, nghĩa khí, đạo đức, thương yêu, giúp đỡ, khoan dung, tha thứ. Có nghĩa là từ ngay câu Phật hiệu này sanh ra tất cả các tâm đó luôn. Từ ngay câu Phật hiệu, Đức Phật A Di Đà là bậc đại trượng phu. Đã là ngài là bậc đại trượng phu thì vai trò nào cũng là trượng phu hết, nam cũng trượng phu mà nữ cũng trượng phu, chủ cũng trượng phu mà tớ cũng trượng phu, giàu cũng trượng phu mà nghèo cũng trượng phu, lung cũng trượng phu mà lé cũng trượng phu, cao cũng trượng phu mà hô cũng trượng phu, súng răng cũng trượng phu, vì vai trò ngài là trượng phu. Nên câu Phật hiệu này nè rất đặc biệt thù thắng quý vị à. Nên có người mà tin có Phật hiệu này đến mức cực điểm thì vị sẽ thấy sự lợi ích. Giống như vị theo một con người, vị cảm nhận, cảm thọ được rồi thì tức khắc quý vị không còn suy nghĩ vòng vo gì nữa chứ. Nhất là mình nhìn người ta đối nhân xử thế với người khác. Thí dụ như mình đến với một con người mà người ta sát phạt mình, người ta bỏ rơi mình rất sợ. Vì một ngày nào mình cũng sẽ nằm vào hoàn cảnh đó làm sao? Ví dụ như giờ các anh em huynh đệ bên cạnh Nhân Đức, tại sao họ không cần phải giữ tiền? Họ không cần kiếm tiền vì sao? Vì họ theo Nhân Đức họ yên tâm mà. Nó không phải là một năm, hai năm, mà nó đã trải qua mười mấy năm rồi. Những gì Nhân Đức có là họ có, những gì Nhân Đức có sẽ cho họ có. Chỉ cần họ là một con người trung nghĩa thì họ đều có. Còn họ không trung nghĩa thì tự họ hại họ. Tại vì sao? Vì mình nghĩ rằng cái của mình có được mà người ta cũng được, vậy thì người ta sẽ bảo vệ cái của mà bản thân mình đang có, đúng không? Còn cái của mình có mà mình chỉ biết bản thân mình có, còn không để cho ai, thì mình sẽ tự bảo vệ cái của mình mà người ta không bảo vệ cái của mình. Vì sao? Vậy gì tôi bảo vệ làm chi? Vì của đó của ông mà, ông có cho tôi được gì đâu mà tôi bảo vệ. Tôi phải đi tìm cái của riêng của tôi. Nên từ nơi đó mà đoàn thể không hòa hợp là vì họ không có, họ mới không hợp với mình. Họ mà có là họ hợp với quý vị liền 100% với quý vị. Nhân Đức nói, bây giờ Nhân Đức ngồi nói chuyện với mấy anh em. Nhân Đức nói bây giờ thí dụ như một ngày nào Nhân Đức phiền não, Nhân Đức không tu hành gì nữa hết, mấy anh em cứ ở đây tu hành đi. Mấy ổng đều nói câu huynh đi đâu tôi đi đó. Ghê không? Đây là 100% luôn. Kêu tất cả mấy anh em gom lại hết nói chuyện thử mấy ông này coi tâm trạng mấy ông sao. Huynh đi đâu tôi đi đó, huynh hiện tướng gì tôi hiện tướng đó, huynh chạy xích lô tôi chạy xích lô. Ghê không? Đây là rõ ràng 100% luôn. Gặp rõ ràng, gặp mấy anh em ban tổ chức nói chuyện mấy anh em đều là một tư tưởng. Gặp các cô Những Đức hỏi bây giờ Những Đức diện diện dị mấy cô làm sao, thầy đi đâu con đi đó. Rõ ràng chưa? Một cái tổ chức như vậy thì nó thành công rõ ràng rồi. Một cái tổ chức như vậy thì nó có sự đoàn kết. Bác Hồ ngày nói câu đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Nó không đoàn kết sao thành công? Quý vị coi bây giờ Nhân Đức là người đơn giản thôi. Cái buổi giảng Nhân Đức cho chúng quý vị coi, người ta vô răm rắp, người ta ngồi nghiêm túc đàng hoàng. Nó trang nghiêm một cái hội trường giảng pháp. Còn có những người vì biết người ta lên người ta giảng pháp kẻ trời người sụt. Có những người người ta giảng pháp ở dưới cầm điện thoại bấm lia lịa chứ. Mày thấy không? Đó rõ ràng nó không có một tổ chức giáo dục rõ ràng. Khi người ta giảng pháp, người ta nói chuyện, người trên nói chuyện là hoàn toàn mình phải lắng nghe. Mình không còn sử dụng những cái phương tiện gì khác, chỉ có lắng nghe, chỉ có ngồi tiếp nhận lắng nghe. Đó là con người được tiếp nhận giáo dục. Hãy nhớ. Ví dụ như bây giờ người ta trên giảng pháp, mình ngồi dưới bấm điện thoại. Rồi một ngày nào mình giảng pháp, người ta bấm điện thoại rồi sao? Bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị này, Nhân Đức đang giảng pháp gì mà cặp mắt quý vị nhìn xuống điện thoại? Ở cảm giác ở đây giảng pháp nhìn xuống thấy rõ ràng sao giảng? Người ta đâu có nghe mình đâu mà giảng, tần số đâu có phóng lên mình đâu. Còn bây giờ tại sao Nhân Đức giảng pháp hừng hực? Vì đại chúng người ta phóng ngay Nhân Đức, người ta cảm thọ thì Nhân Đức cũng thọ cảm. Chứ sao? Nên tại sao giảng pháp hừng hực quý vị thấy ngày nay Nhân Đức giảng bao nhiêu buổi chưa?
Những Đức giảng luôn mấy ngày lễ, nội ngày nay không, Những Đức đã giảng 8 buổi, buổi này buổi thứ 9 nè. Trong một ngày nay Những Đức ở chùa 9 buổi giảng pháp. Thì nghĩ đi, mà giảng hừng hực ngồi một mình mà hừng hực cái tâm tịnh độ vậy đó. Mấy cái bài pháp mà Những Đức giảng cho dự chữ cái lễ với Du Lan á, thì nghe đi coi nè, nó hừng hực cái tâm vậy đó. Mà bài 15 phút mà nó làm cho đi sâu vào trọng tâm, mà tự nhiên Như Đức tính ra là mỗi bài pháp nó có một câu chuyện. Mỗi bài pháp cái đầu tiên là một câu chuyện. Mà câu chuyện đó là nó dính người ta hết trơn. Người nào cũng dính câu chuyện đó trơn. Lý luận ra một câu chuyện để giảng ra tịnh độ. Tự nhiên người ta nghe, cái người ta gặp cái khổ trong câu chuyện đó mà người ta niệm Phật. Cái này là cái cực kỳ quan trọng luôn. À. Nên con người quý vị nhớ nè, giàu nghèo gì cũng có cơ hội vui chứ, cũng có sự an lạc chứ. Chứ không phải là nghèo mà buồn đâu chàng. Nghèo mà buồn thì sống chi nữa. Nên mình mà gặp được Phật pháp, gặp được tịnh độ, đây là báu vật vô giá. Khi Đức Phật còn tại thế, có mấy vị này tu hành đã gặp Phật pháp rồi. Mà trong kinh Đức Phật nói rằng, khi quý vị gặp Phật pháp là quý vị đã có được cái món chăn bảo đang gói trong vạt áo quý vị á. Những người này đi một vòng làm kẻ cùng tử, đi vòng do tam quốc đi tìm chăn bảo. Khi gặp Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn khai ngộ cho họ chăn bảo trong vạt áo quý vị kìa. Mà quý vị đi đâu xa dữ đi tìm kiếm. Khi những Đức tụng kinh pháp qua tới công đoạn này một cái, thì tự nhiên những Đức nói, vậy thì ở đâu ở ngay chỗ đó là được rồi, đi vòng vo làm chi? Vì chăn bảo ở đâu? Ngay chỗ chúng ta. Phải không? Mười mấy năm nay những Đức học Phật, xin thưa quý vị, ở chùa là ở một chỗ. Ngày xưa 5 năm trên kia, tất cả cái cốc xung quanh của khu vực núi, núi voi, những Đức không biết cốc nào hết. Đa phần người ta ở đó, người ta đều biết cốc này, cốc kia, cốc nọ. Riêng những Đức gũ cỡ nào cũng không đi. Lạ kỳ như vậy, đều ở một chỗ. Đi xuống đây thì hỏi Như Đức xung quanh đây, Như Đức có vô chùa nào không? Không, chưa từng vô một ngôi chùa nào hết. Nếu Như Đức chỉ có ở hộ pháp đây thì Như Đức chỉ biết hộ pháp thôi. Khi Như Đức qua Đại Tùng Lâm, Như Đức biết Đại Tùng Lâm là nơi cần đến để làm việc. Khi qua chùa mới thì biết chùa mới. Còn chùa kế bên chùa mới có qua không? Không, không phải việc của mình. Mình cứ lo việc của mình cho tốt đi. Vì khi tụng kinh pháp qua, Phật nói là của báo trong vạt áo mình á, sử dụng đi. Rõ ràng một câu Phật hiệu này là của báo vô giá, thấy không? Sử dụng có hết không? Ngày xưa những Đức vô chùa tu, nghe một vị thầy giảng câu nói như thế này: một câu Di Đà chăn thật niệm, ăn tới già cũng không hết bạn ơi. Nghe câu vậy thôi chăng thật niệm Phật luôn. Nghe người thầy nói câu rằng tu 20 mấy năm đi vòng do tam quốc, đứng giữa ngã tư không biết đi đường nào. Từ khi gặp tịnh độ niệm Phật 5-6 năm mà hình thành một cái pháp hội đạo tràng, còn hơn tu các pháp khác 30-40 năm. Nghe câu này một cái niệm Phật luôn tới bây giờ. Sao niệm Phật? Bây giờ quý vị coi, người ta đông như vậy mà người ta sống mỗi ngày còn như vậy. Chùa đông như vậy mà vẫn sống ổn định. Nhà mình 1-2 người, lo lắng cái gì nặng nề. Nếu như chịu dưỡng tâm niệm Phật thì không có thiếu đâu, yên tâm đi. Cái người mà chăn thật niệm Phật vừa hết tiền sẽ có tiền đó. Phải tin 100% hết tiền là có tiền. Cái bà cụ già kia bà nói rõ ràng luôn: dạ thưa thầy, thầy nói rất đúng. Lúc trước con nó không cho con một cắc bạc, nhưng mà từ khi con niệm Phật là con cho tiền. Kỳ không? Thấy lạ chưa? Người gặp tự nhiên muốn cho tiền. Có khi con không nhận luôn vì xài không hết, mà nó cứ cho tiền. Nhưng mà quý vị đừng cầu chỗ đó, vì cứ niệm Phật đi. Vì chăng thật niệm Phật đi rồi sao thì sẽ có cảm ứng à. Lạ lắm đó. Câu Phật hiệu này người ta áp dụng 10 mấy năm nay người ta sống. Rõ ràng một năm nay là chùa mình tổ chức chương trình nhất nè. Cái năm nay nè, bây giờ nó mới đi vào tháng 7, bữa nay là mùng 7 thôi. Mà một năm nay mà mình tổ chức chương trình, nếu mà tính ra chùa người ta tổ chức 5 năm cũng chưa bằng mình một năm nay nữa.
Một năm thôi mà mình tổ chức, người ta tổ chức 5 năm cũng không bằng mình nữa. Mà mới vô tháng 7 à. Quý vị coi, bây giờ hoàn toàn nếu từ đây tới ngày đó mà mình còn sống thì cái chương trình của mình là quý vị coi nè, Du Lan 3 ngày, thấy không? Rồi lễ Viếng Quan Âm 3 ngày, 3.000 lại. Rồi Viếng Quan Âm xong rồi tới tháng 11 Di Đà. Bây giờ chưa nghe, tháng 7 nè, tháng 8 là gầm Trung Thu. Trung Thu là chúng ta tổ chức năm nay dữ dằn lắm. À, Trung Thu năm nay tổ chức dữ lắm á. Trung Thu năm nay giá chót con nít về đây là 4-5 ngàn là chắc chắn có. Con người lớn nít là 4-5 ngàn là chắc chắn luôn, năm nay có. Nên từ nơi đó mà bên kia tổ chức lấy cái nhà Ton tổ chức Trung Thu. Vì nhà Ton bây giờ làm La Phong được rồi, xong rồi đó, những đứa sắp xếp làm sao một cái mô hình mà cho con người ta nó chia ra hai bên tổ chức Trung Thu cho trẻ em được vui, phải đầu tư cho trẻ em nó được lợi ích, gắn một cái máy chiếu. Thấy không? Trước đó những đứa giảng pháp sẵn về Trung Thu thì bắt đầu là bên kia để máy chiếu là tức khắc nó trực tiếp nó giảng bên kia. Rồi xong quý thầy những đức bố trí hết cái chương trình, xong quý thầy cứ tổ chức Trung Thu, những đức dẫn tổ chức Trung Thu bên đây được. Thì thấy không, phải cái đầu nó phải quan trọng đó nghe, giải quyết vấn đề á đó. Thấy không, mấy bà cụ già cũng được tổ chức Trung Thu, mình chỉ cách rước đèn sao, đi sao sao, tự nhiên cái chương trình nó đặc biệt. Đó là Trung Thu tháng 8 đó. Rồi lây quay Viếng Quan Âm 3 ngày, 3.000 lại. Rồi lây quay tới lễ Viếng Di Đà. Lễ Viếng Di Đà là 3 ngày 3 chùa. Đó, rồi Viếng Di Đà tháng 11. Thấy không? Rồi lây quay ngày Phật Đản. Ê, không phải không. Ngày Phật Thành Đạo, quên, không phải Phật Đản. Phật Thành Đạo thì tổ chức một ngày một à, chùa mình bên đây. Rồi quý vị thấy một năm chờ bao nhiêu chương trình chưa? Nên mình mỗi ngày nhận hạt gạo chúng sanh thì mình làm một cái gì đó để trả lại cho người ta, thì đây là cơ hội tổ chức cho người ta tu, người ta được nghe pháp, người ta được niệm Phật, người ta được lợi ích khi đi đến chùa. Đó. Rồi chủ nhật tuần này, bữa nay cho mấy cô ra gạo rồi đó. Bây giờ Phật tử người ta cúng dường gạo cho chùa. Bây giờ nhà chùa mình đông như vậy mà gạo vẫn còn. Nhưng mà Phật tử cứ cúng bình thường đi, đừng có ngưng. Đúng không? Chứ nghe gì mà định cúng mà ngưng là kỳ lắm nghe. Cứ cúng bình thường đi, những đức xử lý đẹp lắm. Đừng có lo gì chứ nghe. Rồi những đức cho ra gạo hết rồi. Cứ bao nhỏ mà những đức kêu mai bao cho đẹp. Cái bao tròn do mai cho đẹp. Tặng mà còn phải mai cái bao cho đẹp. Những đức nói với cô Liên Nguyệt, mai phải mai ngay ngắn, xếp cái bao lại mai cho nó đẹp cái bao, chứ bà mai méo xộm xấu lắm, tặng người ta mới coi được, nghe không? Đó, cái lọc của chùa ngay chủ nhật để đây nè, xong người ta đến mình tặng gạo cho người ta. Cái lọc của chùa, quý vị nhớ này, cái lọc Tam Bảo nó không có đơn giản đâu quý vị à. Ồ, có cái bà kia, bà nói một câu gì nè: trời ơi, hứng nước trong chùa mà đem về nhà uống, mà cuối cùng ông chồng nay bỏ rượu. Ghê chưa? Biết sao á? Sao? Nước trong chùa nghe có vật hiệu. Quý vị nghe nhà khoa học ta thí nghiệm về nước chưa? Nước đó cái tinh tốt, ông này ông uống vô bỏ rượu luôn. Âm hưởng. Tự nhiên uống rượu đắng ngắt, uống hết được luôn. Đó, vậy thấy chưa? Chắc gì gạo, gạo nó còn dữ hơn nước. Vì coi gạo và nước cái nào mắc hơn? Gạo mắc hơn nước. Nên từ nơi đó gạo nó trọng lượng còn dữ hơn.
Mà gạo là nằm trong cái kho gạo của chùa. Mà cái lọc, mà cái kho gạo mà đầy, mà ai mà nhận được cái lọc gạo là lưu gạo quý vị đầy. Đơn giản đâu kìa. Hiểu không? Cái lọc của Tam Bảo đặc biệt lắm. Nên khi mà cái lọc của Tam Bảo mà tặng mình đem gì? Người trong nhà chưa tu gì nữa nè, gạo chùa tặng nó nghe. Nè, bữa nay nấu một bữa buổi nghe, gạo chùa tặng nó nghe. Chưa nấu thêm buổi nữa, gạo chùa tặng nó nghe. Tối mà nấu thêm buổi nữa, gạo chùa tặng nó nghe. Cái chữ chùa, chùa, chùa nó ăn sâu vào cái người chưa đến chùa. Họ cảm nhận, họ thích chùa. Thích chùa nên tương lai họ vô chùa được độ. Đó, cái hay là chỗ đó đó. Đúng không? Mà cái lộc á là do nhà chùa phát tâm tặng thì mới là lộc. Còn mình đi đến chùa mình bẻ bông, bẻ cành, bẻ trái, mình lấy đồ mà nói lộc tầm bậy, mà chưa xin người ta là mình ăn cắp. Nên mình đi đến chùa mình tùy tiện mình bẻ là mình ăn cắp. Chứ làm gì lộc? Lộc là người ta phải trong chùa tặng cho mình đàng hoàng, người quý thầy đứng tặng cho mình, người trong chùa tặng cho mình bằng một cái tấm lòng. Đó mới là lộc, hiểu không? Đó mới là lộc nghe. Nên tại sao người ta ở xung quanh chùa, những người Phật tử vô đây tu người ta hưởng lộc, thấy có không? Quý vị mà ở xung quanh để quý vị vô đây tu là quý vị sẽ hưởng lộc. Tại vì sao? Vì gần chùa là có lộc mà. Gần chùa là có lộc. Nên từ nơi đó mà người ta mới thích ở gần chùa. Chứ giờ gần chùa mà không được cái gì, ở gần chùa làm gì? Mà cái lộc lớn nhất là người ta gần chùa, người ta vô chùa người ta nghe pháp. Nên đó là cái lộc pháp vị. Thấy không? Người ta đi đến chùa mà ta hứng nước uống thì đó là vị nước. Người ta gần chùa người ta được có gạo ăn, cái đó là thức ăn vị ngon. Người ta gần chùa mà người ta có đồ bặn, đồ của chùa, đó là pháp phục. Thấy chưa? Thấy chưa? Đặc biệt không? Đó. Người ta gần chùa mà người ta đi vô chùa, người ta sau này được cuối cùng được hộ niệm, đó là gì? Giải thoát phục. Thấy không? Gần chùa là lợi ích quá trời. Nên Phật tử mới đi về chùa là lợi ích dữ lắm. Nhưng Đức nói bởi vì tuần nào thứ bảy chủ nhật phải đến, nhất là cái tháng 7 này phải dẫn người ta đi ào ào. Cái tháng 7 này, tháng 7 là tháng cô mà. Nên từ nơi đó mà mình phải đi đến chùa để mình cầu nguyện cho cô. Tại sao mà những Đức nói câu cô? Thấy chùa mình nữ nhiều quá nên bận đi mình không có dùng cái chữ hồn. Bữa này giờ này tối, bằng ngày thì nói hồn được, nhưng buổi tối thì cu cu. Hiểu không? Dùng danh từ cho nó nhẹ một chút, chứ bằng đi mình dùng cô hồn sợ lắm. Hiểu không? Nên nói đó, tháng 7 quý vị đi đến đây để cầu nguyện cho cu cu. Đó. Rồi phái nữ mà phá thai đồ này kia đồ, nghiệp lực nặng nề, tháng 7 này đi đến đây để nghe pháp, để tu, để mà cầu nguyện cho cô cô. Đó. Cái lợi ích này nó lớn dữ lắm chứ không phải giỡn đâu nghe. À. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Không tham đắm ngũ dục.
kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng biên thành toàn giác. Ở đây là 12 lời đại nguyện quý vị. Mỗi lần giảng xong chúng ta đọc 12 lời đại nguyện để mỗi người đều là hướng về Tây Phương Cực Lạc, để đời này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.